chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2020, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Tiếp nối thành công ở việc build Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, nhà máy nhôm Việt Pháp tiếp tục giới thiệu nhôm cầu cách nhiệt Maso tại việc build Cần Thơ 2020. Đây là sản phẩm cao cấp của nhà máy, đồng thời đánh dấu bước đột phá thị trường nhôm thanh định hình Việt Nam trong năm nay. Nhôm cầu cách nhiệt Maso đã gây sức hút lớn trong triển lãm ở Cần Thơ. Chúng tôi mang đến triển lãm lần này là sản phẩm nhôm cầu cách nhiệt mang thương hiệu Maso, đầu tiên sản xuất tại Việt Nam. Đặc tính của sản phẩm là cách âm cách nhiệt rất tốt, được sản xuất theo tiêu chuẩn của châu Âu. Tại triển lãm lần này, gian hàng của nhà máy nhôm Việt Pháp vinh hạnh được đón tiếp lãnh đạo thành phố Cần Thơ, ban tổ chức Việt Build Cần Thơ đến tham quan và trải nghiệm nhôm cầu cách nhiệt Maso. Nhôm Việt Pháp cho biết đang tiếp tục nghiên cứu và phát triển những sản phẩm nhôm thanh định hình phù hợp tiện ích trong tương lai.